Hello anh em, chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Thì lúc nãy tôi đã chơi xong con After May rồi nè. Thì game cũng tương đối thôi, chứ không có quá ấn tượng. Hiện tại đang up lên YouTube để nó render một tí, nên có thể là ảnh hưởng tốc độ mạng. Thì bây giờ như đã hứa hồi mấy tuần trước á, hồi tuần trước nhá, với lúc đầu game tháng 4 thì tôi có một ấn tượng với một con game tên là Abandon, Abandon. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi nó. Thì trước mắt thì thay vì giới thiệu game thì tôi lục lại video cũ luôn để cho anh em coi đó. Mất công rồi tôi nói lại lần nữa. Đây, thì hôm nay cũng có ra mắt hai ba con game tôi wishlist. Trong đó tôi ấn tượng nhất thì con này, nên cũng giới thiệu với anh em luôn. Đây, con Haven Dog. Thì cũng mới nhận được cái email hồi nãy thôi. Game thì cũng vừa mới ra mắt 2 giờ trước, chắc khoảng 8 giờ đó. Chắc tầm 8 giờ hôm nay là nó vừa ra mắt. Thì con game này có thể mai hoặc mốt tôi sẽ chơi. Giá game thì đang là 15.3 đô. Giá gốc 17 đô, giảm 10% 15.3 đô. Việt Nam đồng khoảng 200k, được chơi giá cũng khá khá rồi đó. Giờ chúng ta vô coi trailer game ha. Đây, trước khi coi trailer thì sẽ giới thiệu sơ qua về con game. Đây là một con game xây dựng thôi, con game xây dựng thành phố, mang tính thư giãn luôn, và chủ yếu là nó giả lập cuộc sống khá là nhiều, có yếu tố nông trại trong đây luôn này nha. Quản lý tài nguyên, thư giãn. Rồi, nếu như anh em mà lướt video Z thì chắc cũng biết cái bài post của tôi giới thiệu về con game này rồi. Hồi nó có demo thì tôi cũng có đăng cái post giới thiệu nó. Anh em có thể chơi thử demo trước khi bỏ tiền mua game cũng được. Thì ngôn ngữ thì rất tiếc là không hỗ trợ tiếng Việt. Có anh Thái Lan hàng xóm của mình thì được hỗ trợ, mà ngôn ngữ rất là nhiều cũng được. Hầu như game nào cũng được hỗ trợ vậy. Một điều khá đáng buồn cho Việt Nam chúng ta. Thì con game này đang early access. Họ sẽ giới thiệu nó vào khoảng đầy đủ vào năm 2024. Nhưng thời gian chính xác á, thì sẽ dựa trên cái ý tưởng của họ, khi nào hết ý tưởng rồi mới ra. Thì vô coi thử trailer con game ha. Trailer này thì tôi coi rồi, họ đầu tư rất là ấn tượng luôn, nhất là cái phần âm nhạc. Hình ảnh đồ họa thì cái đồ họa này có thể là không hợp với nhiều anh em, nhưng tôi thì dạng game nào cũng chơi được hết nên không có cán đó. Rồi đứng này bó tay luôn. Thì đang dùng VPN nên anh em thông cảm. Anh em nào muốn xem trọn vẹn cái video á thì có thể là lên chính cái trang Steam coi thôi. Tôi đang kết nối với server Hồng Kông nên nó chạy hơi yếu. Đó, chúng ta coi tiếp được nè. Thì cái đoạn này là lúc thấy âm nhạc chất lượng là xuống tới đáy xã hội luôn nè, như video Z đó. Thì lúc tôi up lên thì cái tiếng nó rất là nhỏ, nên có thể anh em xem là giống như bị mất tiếng nữa, mà tôi cũng chả biết sao luôn. Nên chúng ta tiếp tục coi video đi. Cái này là đoạn giới thiệu của tôi Rồi trong mình quá bắt khứ về con game Early này. Access Out Now. Cũng đổi cái video luôn rồi. Nhớ lần trước tôi chơi thì họ ghi chính xác là ngày 20 tháng 4 luôn. Bây Đấy, giờ họ hai dòng chữ cuối cùng họ đăng là video. Thì như em thấy nãy giờ qua cái video á, thì chúng ta được biết con game này thuộc thể loại xây dựng lên lang thang giữa biển khơi, với bắt đầu xây dựng lên một cái hòn đảo, một cái bến cảng nha, thì sau này có thể phát triển như một cái hòn đảo luôn đó. Đây là chắc giai đoạn cuối game này nè. Thì các chỉ số tài nguyên thì cũng không có nhiều, như trên đây thì hai cái tấm ảnh vừa rồi là hai cái khác nhau rồi đó. Đó, đồ họa thì anh em có thể thấy nó không được đẹp cho lắm, nó chỉ là một cái khối thôi, thậm chí là chỉ hơn mini gấp chút xíu à, đến mức là không thể coi là đẹp được. Nhưng mà ở cái dòng game xây dựng thì như thế này chấp nhận được. Game xây dựng cái gì đó là anh em càng chơi thì nó sẽ càng nặng đó, qua khoảng mà một thời gian dài đó, xây càng nhiều đó, thì nó càng gối lên, lúc đó mấy con game không tới U được thì nó cực kỳ nặng luôn, thậm chí gắt game luôn. Đấy, anh em là chơi mà City Skyline đồ chắc sẽ biết, không phải OC Gen Net in luôn á, nó in luôn á. Thì sau cho khoảng là mấy dòng trời bắt đầu nó gáp gáp điên cuồng luôn, lúc đấy ram 32 gb gì chắc chịu cũng không nổi đâu. Thì con game này thì chỉ là một game xây dựng thôi, tôi đã chơi demo rồi thấy là khá là ấn tượng. Cơ bản thì anh em nào thích thể loại nông trại có thể chơi được, như này cũng khá là nhiều thứ nữa. Rồi chúng ta coi lại cái đoạn giới thiệu của tôi trong quá khứ về con game này rồi, nên giờ chúng ta vào game thôi. Anh em đợi tí để tôi mở ngày Steam lên.
đổi qua cái hạt. Hồi nãy là chơi con game email kia là vấn đề. Đây. Rồi, ok. Fan con game tên gì vậy ta? Là bền đốc. Ừ. Thứ lục nó trong thư viện cái. Này, chúng ta vô game ha. Thì chất lượng thấp hay cao? Hiện tại thì chơi cao luôn. Cỡ gì? Đây thì cái dòng cảm ơn thôi. Hình như họ mới update đó. Bây giờ chúng ta vô setting. Thì hiện tại là đang bị phá ở 60 FPS hay là sao mà cái con GPU tôi nó lót dữ vậy ta? Bật vi sinh lên thì nó cũng không cải thiện mấy, tại vì con card tôi nó đang lót tối đa rồi. Cái này sau FPS thôi. Thì tôi nghe thấy cái chức năng này nó nặng nhất nè. Sky lâu nè. Thì độ phân giải tôi đang chỉ để có 2K thôi. Bóng bóng thì chắc tôi không để bóng đâu, tại để bóng nó rất khó nhìn nè. Chắc tôi tắt cái phần bóng luôn đi. Thì HDR đó. HDR nó chỉ làm sáng những phần vùng tối thôi, nhìn ngược lên nó cháy, nó chói lắm, nên chắc đồ bỏ luôn. Như anh em nhìn cái cục đèn bên đây nó thấy không, khi tôi bật lên thì nó mất chất. Thì thực ra cái màn hình có HDR thì nên bật cái chức năng này, màn tôi cũng có nữa hay gì đó, nhưng mà chắc tôi không bật đâu. Bật lên em coi sau này YouTube nó render nó lại hạ chất lượng xuống bật nữa thì rất là khó. Thì bây giờ cái phản chiếu mặt nước này tôi thấy nó cũng không ảnh hưởng đến hiệu năng bao nhiêu, nên chắc là tôi để luôn cho nó đẹp á, nhìn thế này thì nó hơn hẳn. Rồi bây giờ chúng ta vào game ha, setting như được rồi. Sao có leaderboard bo lại ở đây nữa. Game này có đua top nè. À nút play này. Thì bắt đầu tạo nhân vật. Tên nhân vật NCN. Thì chơi cầm bắn này đi cho nó ngầu rồi. Cái lưỡi có sừng găng luôn. Thì giống Elon Musk thôi. Rồi tóc tóc trắng này. Cái này là quần áo xanh lá, xanh lá cho nó nổi kiểu tóc hả, tóc kiểu gì nè. Này thì bình thường quá, cái này là phong cách của quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Này hơi già, mỗi gầu thôi. Thôi chơi tóc hai mái này đi cho mái duỗi hai bên đi. Cái này màu da hay chơi mà chung áo với chúng ta cơ bản thôi. Cái này là gì, cái này mô tả cá nhân hả? Còn này là cái gì? Nón. Cái gì đấy? Trừ 5% gì? Trừ 5% hiệu ứng xã hội, tức là không bị người ngoài gièm pha. Phát sáng trong bóng tối. Cái này là hoa nếp. Yêu hả? Yêu thì được cái gì không? Mấy cái này thì tôi chưa biết nên chưa biết sao nữa. Đi ăn đồ ăn để cho tăng chỉ số hạnh phúc nè, nhưng mà nó lại làm chậm cái cơn đói, nó sẽ giảm nhanh hơn khi mình đói bụng hay gì đó. Mà phan mấy cái tính năng này thì cái này khá là mới à, mùa hè nóng nực chắc tôi không chọn cái này đâu. Để chúng ta coi có những cái nào. Tôi thì thích những cái hiệu ứng liên quan đến trồng cây hoặc là nuôi cá. Bạn cái gì sinh ra 550% tốc độ nhanh hơn đó. Được. Cú đêm này có bộ ngon á, di chuyển nhanh hơn 50% và tạo ra 100% sản phẩm gì vào buổi tối nè. Nó giống cái hiệu ứng trong mà con game gì người hay chơi á. Thôi chỉ thích chơi game với độ khó hả? Không đâu. Sao có mấy cái này là nhìn nó ảo màu cái gì? Rồi chắc tôi chọn cái nãy đi, vô game nhanh thôi. Cú đêm đi. Cái này không có chọn mắt kiến cho nó đâu.
Rồi mình ghi chuột vô nó có ra chữ nữa nè. Coi, quốc tải đi, không quan tâm bắt đó. Cái này là nếu đây là nhiều chơi hướng dẫn nè thì đừng nên chỉnh để mất cái trải nghiệm. Cái này thì mặc định hết tất cả là mới bấm vô. Thì tốc độ xây dựng chắc để nhanh lên tí đi. Thì còn là mấy cái kia giữ nguyên. Tốc độ nghiên cứu à, cho anh lên 20 nhâm luôn. Rồi ok. Thì cái đoạn này là xe lưu matic. Tỉnh dậy với hòn đảo của vô vọng cái gì. You appear to be stranded in the middle of the ocean. Cái voi này tôi nghĩ là cái ông You đẹp cũng find thiếu some luôn. wood to build a makeshift deck using rocks as tools. Rồi giống gấp thôi, tạo một cái bè lên trên dưới biển. Looks like you have to build more decks and expand. Rồi bây giờ tìm thêm gỗ để mở rộng ra. You have no recollection of how you got here, but you must find a way to survive. Anh em nhắc lại anh em Pray đây, còn others game will xây dựng find chứ không you. phải sinh tồn nha. Có yếu tố sinh tồn nhưng ít lắm. Đảo vừa rồi, Coconut Island rồi. Rồi bây giờ là mình nhặt đồ đó. Thì FPS nó chạy khá mượt ở 60 rồi nên chắc tôi tắt cái FPS luôn nha. Ơi, nó trùng với nút. Quá xa. Bây giờ mình làm gì đó? Di chuyển bằng bốn nút W A D nè. Thì hai cái nút này đó, bui một cái Z, bui một cái này đó hả? Đây mình có thể chọn số xong rồi với nút F. Z là F1 mà chúng ta xây được thêm cái cầu cảng ra. Rồi ok, xây ba cái vẫn là ổn xuống đây. Bắt cá được không? Theo anh em là xây qua trái rồi đi lên. Bạn tôi nghĩ là một cái bùm là một cái giếng nước không ta, để lấy nước từ dưới biển. Nhưng mà cái này thì phải tốn 5 gỗ. Cái tài nguyên của mình ở đâu ta? Hiện tại cái này ghi là tốn 5 gỗ nè. Tôi cũng chưa thấy cái mục quản lý tài nguyên của mình nó nằm ở chỗ nào để biết mình đang có bao nhiêu cái. Cái này cũng tốn 5 gỗ luôn. Không, xây chút nữa đi mới xây cái hết gỗ rồi à. Cái ba lô của mình đây, nút F là nó mới hiện ba lô ra. Nhìn anh em nhìn cá nó bự rồi. Rồi chúng ta đặt một cái giếng nước ở đây đi. Hết hết gỗ rồi. Sao quá. Mình còn ba gỗ. Cái này là hạt giống. Mình bắt được cá luôn nè. Không có hiệu ứng câu cá gì à. Bây giờ phải cần tí gỗ để xây cái nước để nó qua cái tiếp theo. Quá bự để bắt. Đây 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 đây. Ôi. Tới không? Vẫn không, nhưng mà cái này chắc tới nè. Rồi ok, chúng ta có được một hỏi bạc luôn. Đây F2, chúng ta xây cái vòi nước đây. Sau này chắc thế nào cũng có hệ thống mà tự động thu nhập nguyên liệu à. Giống như gáp vậy, bên kia mình có đường rồi, chắc mình xây kết nối qua bản không. Đây. Nước chỗ này thì quá sâu nên phải xây cái cầu để đi qua. Cái cầu này sẽ tốn bạc. Cái đó không phải bạc mà là đá vậy. Chỗ này quá sâu rồi, để tí nữa mình có đá mình mới bôi được. Hiện tại thì cứ đây, cứ nâng nhà chuẩn bị trước đây. Mình để cái góc quay camera nào để có thể quan sát được dễ hơn. Thì bây giờ chắc tôi mở thêm bao rồi nữa.
Thực ra mình xây một đường thẳng để mình lấy hơn. Đây nó có cái màu vàng là tôi nghĩ cái độ sâu á. Đi có một cái thùng rồi. 1 F1 xây thẳng ra luôn. Tốc chuẩn nó hơi bị cao. 40 gỗ. Thì cái thùng nó thì giống như trong con gáp anh em chơi lúc trước á. Đưa chỉnh tốc độ chuột lên nha. Hiện tại mình không có chỗ chỉnh tốc độ chuột luôn. Mấy cái bên đây là cái mấy cái gì vậy? Cái phần này khá là mới nha. Thôi nhiều lắm, khi nào nó hướng dẫn tới thì mình đọc. Xây hết cái khu này để cho nó rộng rãi ra trước mắt. Thu pha, thu pha, thu pha. Nãy trôi kỳ cục vậy đó. Cái này là cái gì mới nè? Phải gỗ không à, lá. Lá là cái này nè. Clip. Bây giờ mình ra chim cánh cụt được chưa ta? Chắc tôi mở rộng xuống đây một đường nữa. 1 F1. Mình đi được cái bao nữa. Lá đó nhưng mà nó quá xa, chỗ này cũng xa luôn. Nó trời kỳ cục. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái hướng dẫn của nó. Nó yêu cầu là thu nước sạch từ cái này. Mình vô cũng lít vào để lấy gì xuống. Mình phải tự dùng tay nữa ta. À sau này mình có thể gán nó cho một cư dân để nó làm giùm mình. Con này tới không? Tới luôn. Sau này cái máy đó mình mới dán cư dân vô đó. Nghe nhạc nó rất là chill nhưng mà hơi bị dồn dập tí. Mình xây cái này đang đi. Thì bây giờ là bỏ nước vô đây. Đó, tài nguyên trong người mình có một nước nè. Game này nó chỉ có đi qua đi lại thôi, chứ không có chạy nhanh. Bây giờ mình có thể lấy nước được rồi đó. Thì mình lấy nước biển lên mình phải đun sôi nó. Rồi chờ khoảng 20 giây nữa. Thì trong lúc đó chắc tôi xây mở rộng cái hướng này ra. Có mấy con gà bánh kìa. Mình cố gắng xây hết cái khu này cái đó. Cái này là bui cái gì ta? Chúng ta bắt đầu ít gỗ rồi. Nên giờ chắc phải tiết kiệm. Chứ không thôi là xây xong phải chờ lâu lắm. Ở dưới này có cái đảo bơ vơ là cái nãy mình lớn đi ra.
vì con game này là cái steel này nè, cái thép này nè, phải tiết kiệm dữ lắm. Bây giờ tôi không biết nên mở qua đây luôn, mình đầu tư hai cái nữa hay là mình đi qua cái chạy gà ở bên. Tôi thích cái bầy gà này hơn, nhưng mà bầy gà này là 15 xây cầu. Thì hiện tại chúng ta hết rồi, 6 cây cầu mới đủ. Mình cứ nhặt nhạnh từ từ thôi. Mình đi lấy hai nước nữa chứ, quên đó. Sau này thì mình có người dân vô thì mình gán nó vô cái máy này, thì trong lúc đó thì mình chỉ đợi thu nhập tài nguyên của nó thôi. Đây. Rồi, được rồi. Bây giờ mình nó có 5 nước rồi. Tôi nghĩ sau này nếu như người nó đông lên thì phải cần nhiều nước hơn. Cái đó là điều chắc chắn rồi. Hiện tại cần gỗ bạn ơi, không cần cá. Bây giờ mình phải nghiên cứu cái Fine đó mới bui được. Bây giờ bui cái workshop. Workshop luôn là cái bàn á. Tôi nghĩ là xây khu này là cái khu công nghiệp đi. Thì mình có cái này rồi. Cái này là cái kho để mình chứa đồ thôi. Cái kho thì nên xây ở đây đấy. Không, cái kho xây cạnh cái bàn. Không đủ gỗ. Đây. Cái này lá rồi, lá có vẻ ít, gỗ thì nó 90. Bây giờ nghiên cứu cái gì cho các bạn nè. Cái đầu tiên là cái hệ thống nuôi trồng đặc bẫy hả? Chúng ta tốn 2 nước và thời gian nghiên cứu chỉ là 12 giây thôi. Mình bắt buộc phải đứng chờ hết ta. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái phân bón. Phân bón thì chưa cần đâu, nên đốt với lửa than đi. Cần phải có cải. Cái này cần phải có phân. Bữa đó có cái gì ở ngoài xa xa đó kìa. Chúng ta tiếp tục trồng cây. Cái này là cái nhà nuôi ong của cái nhà chim, thì có thể lấy được cái phân chim hả? Cái này qua đây đi cho nó gần cái khu vườn ao chuồng kia, rồi phải bui hai cái nhà chim mới lấy được. Thì có 5-4 gỗ rồi, chắc tôi mở rộng qua cái khu này luôn. 1 F1. Chúng ta đã hết gỗ. Cái gì đây? Cá vàng. Cá vàng là nó vàng chứ không phải là con cá vàng.
Chúng ta trồng cái này với rau nó lên 2 phút. Cái bên gì mà vẫn không tới hả ta? Hai con cá vàng. Rồi, xây kín cái khu này đi. Ta sắp lại hết gỗ. Chim cánh cụt ơi. Bây giờ chút nữa là mình phải xây 2 cái tổ chim nè. Chắc để lấy cái đó làm phân bón á. Rồi, hiện tại thì cơ bản như thế này đi. Nãy giờ chúng ta không nhận được một tí bạc nào nữa. Phải ít nhất phải 5 cái bạc nữa mới qua được cái chuồng gà bên đây. Chỗ này mình chỉ nới ra được 2 ô nữa thôi. Ở đây phải có cái cầu thì nói ra được cái khu này nó rất là rộng nè. Nãy xây cái này sớm quá. Không biết có thu hồi được không mà chắc không cần thu hồi đâu. Đây chúng ta nhận được 5 bạc nữa nè. Đó, nó có thể mở qua cái khu này luôn. Ý, bên đây có cái gì nữa nè. Tôi thấy cái hòn đảo bên đây khá là ngon. Cái thùng này là phải lấy nè. Bèo dạt mây trôi. Đi có cái thùng đó nè. Đây chúng ta có chỉ có 5 bạc thôi. Được một ít thủy tinh nữa. Game này thì không có cần phải tính toán rồi quăng mấy cái móc câu như con gấu. Nên tính ra việc cũng khá là nhẹ. Thì bên đó có nguyên cái nhà luôn. Hiện tại trời mưa rồi. Trời mưa rồi, không biết chúng ta có được nước miễn phí không á. Đây, tiếp tục cái công việc ban nãy. Chúng ta có bắp cải. Còn cái này là cái gì? Cho gỗ mỗi 60 giây. Cần phải có 4 hạt giống. Hạt giống của mình bây giờ còn có 2 à. Nhưng mà thôi cứ xài tạm đi đi. Ý, nó trôi mất mấy miếng gỗ rồi. Tôi nghĩ là sau này sẽ cần rất là nhiều gỗ luôn. Và cái bãi biển này thì nó ô nhiễm dữ vậy ta? Cho nó ăn rồi. Lấy được một phần của nó. Mình cho con đến ăn thì xong nó hiểu nha. Chúng ta có một cái vàng bên đây nè. Có một phần thì chúng ta nghiên cứu được cái phân bón đó. Giờ tôi đi nghiên cứu phân bón luôn rồi. Xong lấy phân của mình ra mà phải bắt với nó ý ra thấy mệt vậy. Hiện tại thì chưa thấy cái hòm gỗ nào có giá trị. Nên chúng ta nghiên cứu tiếp cái này thôi. Này rồi rồi. Lấy nước thì cũng hướng dẫn rồi rồi. Bui cái dép cũng rồi luôn. Còn cái phàm thì tí nữa.
Đây, nghiên cứu cái này. Thì không biết là nó có thử nghiên cứu không? Đây, nó bắt đầu nghiên cứu đây nè. Chắc tôi nói cái đầu này ở dưới luôn cho nó dễ á. Dạng nó nghe buồn ngủ hết. Bên đó có cái một cái gì nữa kìa. Có anh trầm gỗ rồi nên đi hết đường luôn. Tí nữa sẽ xây cầu ở cái chuồng gà này ưu tiên nhất. Cầu cá. Ôi, nó vừa góp FPS rồi, khủng khiếp luôn. Cái này đây nó vướng vướng, nó chặn lại thì cũng tác dụng phết á. Bây giờ nên lắp luôn hai cái lỗ này chúng ta. Có 83 thì mình sẽ xây được 16, cái khu này là 9. Chia 5 là 14. Sắp có gỗ rồi, đây đi. Mình nó thẩm mỹ một rồi, ok. Đây, lấy được một phần. Đây được cái phần bón nghiên cứu thành công. Bây giờ mình cho nó ăn con cá vàng nữa coi. Không biết tác dụng gì luôn. Này có khi không tới. Tới. Bây giờ nghiên cứu trong cái phân bón này. Cái phần số 7 này chỉ để trang trí thôi. Cái này là decor. Thì có cái thùng rồi. Cái thùng này không thể bỏ được. Hy vọng có đủ cái mà bạc để mình bắt cái cầu qua đây luôn. Thì có 4 à. Mình xây được con cái à. Thiếu khoảng 15 nữa là mới đủ luôn. Hiện tại thì gỗ của mình đã đủ lắp cái ô này luôn rồi, nên chắc cũng lắp luôn cho thẩm mỹ đó. Đây, ok. Giờ cái khu này nó lại mất thẩm mỹ, chắc xây thêm mấy cái vườn nữa. Khoan, hạt giống mới chỉ có hai thôi, cái này lại thiếu nè. Cộng trên 4 hạt giống nè. Cái hạt giống này thì ra thịt, này ra bắp cải. Chỉ là phải giới hạn rồi, mình không giới hạn nữa không được. Đi bơm nước tiếp thôi. Trong lúc bơm nước coi có cái gì không, có cái thùng. Tiếng nó bơm nước như tiếng nó đi đá vậy. Rồi, ok. Đó, chúng ta đã đủ gỗ qua bên cái chuồng gà. Đủ bạc qua bên chuồng gà.
Sót cái nào không ta? Đi thôi. Những chú gà. Bây giờ gà nó sẽ cho trứng, nhưng mà phải có đồ ăn vô gà nó mới cho. Nó cải đây lấy được nè. Bây giờ phải có cái cầu, tiếp tục xây cầu mới qua bển được. Hết rồi, tới đây mình không có xây được nữa. Nó chỉ cho mình tốn mấy cái cầu nối ra chuồng gà thôi, tốn nhiều thiệt á. Nhưng tôi không nghĩ quyết định chính xác đâu. Chúng ta có gà nhưng mà chưa có đồ ăn cho gà. Rồi đi nghiên cứu tiếp thôi, trong thời gian chờ này chưa có gì làm. Ý, bên đây có khá nhiều cái nha. Nếu như đi qua bển hả, chưa biết mình đi được tới đây hết rồi. Bây giờ có thể máy này là hướng được nước mưa nè. Cái này là cái gì? Còn một gỗ cho mỗi cái cây thông mình trồng. Nhưng mà chắc đi đường này đi. Hiện tại thì mình chưa thiếu gỗ cho lắm. Đây mình thu hoạch được rồi nè. Hạt giống thì khá là cần luôn á. Cho nó ăn cá là lấy tí phần thôi. Đây, đã nghiên cứu xong than với mà lò nướng. Còn chúng ta thiếu một ô nữa. Không có cái thùng nữa đó. Ê, bán giả đi qua đây cả. Đi về. Cho gà nó ăn, cũng không có hạt giống đi trồng bắp cải. Nãy đi qua hướng này sai lầm quá, tại vì mình chưa có tận dụng được tài nguyên nên mà tốn tới mười mấy cái kia. Bây giờ hóng mấy cái thùng thôi. Đang bui bui hai cái nhà chim nữa. Bui đây được không? Bui giữa đi. Rồi bui một cái lò để đốt. Đặt đây luôn hả? Bây giờ mình có thể nướng cá nè. Thì mình chưa có than, phải bui một cái lò nướng than. Tiếng nhạc nghe nhức đầu á, để tôi giảm nhỏ nhỏ lên. Ở cái này là xếp hả? Bây giờ lụm lụm cũng được hơn 200 gỗ rồi.
Khoan, bây giờ mình bôi cái lò nướng than ở đâu? Này là ánh sáng thôi, cái này là cái lều. Tốn 10 gỗ à? Gì thôi đó hả? Này là trang trí thôi. Đây là cái lò nướng này. Nướng này nó ra than. Bây giờ bỏ gỗ vậy. Hiện tại nó cho mình bỏ cái sáo à, đốt để ra ba cái tro á và ba cái than á. Trồng cây ra thịt đó giờ mới thấy luôn á. Cái này để làm gì? Cái này cá, một con cá 5 phút thì sẽ ra được cái kia, thịt trứng xương nó 60% ra này luôn, nên dắt đuôi chơi cá vàng luôn á. Chơi cá vàng luôn. Cá vàng cá hiếm. Đi nghiên cứu cái nữa quên đó. Đấy, chói mất cái thùng đó rồi. Nhưng mà nó chói cái góc đó thì chắc cũng không có bắt được. Bây giờ phải có 5 thang rồi. Ship cũng lít rồi, ok đi bật cái nghiên cứu trước. Bây giờ không thấy cá vàng rồi nữa đâu. Một phút sau, một phút nó sẽ xong. Từ 5 bạc nữa rồi chúng ta nói rồi được cái mỏ neo bên kia đó. Đi. Ở đây là mỏ neo thôi. Tôi nghĩ là FPS nó khá là đục rồi. Sửa chữa này để tốn 10 bạc. Thì chỉ đi tới đây cũng không có mở được cái gì. Khá là buồn. Bây giờ thấy nên mở tiếp xuống dưới này đi, nó rộng rãi. Làm nguyên khu vườn chăn nuôi đó luôn. Đi đi đây 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 đây. 50 gỗ mà. Cái thứ mà mình không cần nhất bây giờ. Con cá vàng nó không ta? Yên cá vàng ở đây xong nè. Thêm một cá vàng nó vô. Chúng ta có than này. À, được dây nữa thì sẽ ra được cái đó. Thì xây thêm một cái kho chứa đồ đó. Bây giờ mình chỉ có nhiêu đây thôi đó. Bỏ 100 gỗ vô đi. Hơi bèo một tí. Đúng rồi, gỗ ra con cá rồi. Đây là decor. Bui một cái chạy nấu ăn nữa rồi chế đồ ăn rồi mình có đồ khác à. Uống nước này được không? Được, nước này uống được. Có cái thùng này không phải bỏ nè.
Có bạc không anh ơi? Em cần bạc. Được có một bạc à? Đúng là bội bạc luôn. Tệ bạc luôn. Mình cũng hết cá vàng luôn rồi. Mấy con chim này làm sao? Cái gì? Cháy! Phải đâu không? Con tiếp tục nướng cá, bây giờ mình chắc mình phải ăn cá. Rồi chết rồi, ăn không no rồi. Ăn cá mà không no kiểu này không biết nấu bao nhiêu thực phẩm nữa. Bơm nước rồi, nước khá là cần rồi. Có một quả trứng nè. Hai điểm đói. Hai điểm cũng chả thấm nhiều. Bây giờ đói mình là 38 rồi. À 100 tối đa, vậy mình thiếu 62. 62 mình ăn miếng cá. Nãy tôi thấy con cá rồi. Bây giờ làm cái nhà nấu ăn. Mày dạng bàn ăn thôi. Bàn ăn bên đây cho nó chiêu. Bây giờ mình chưa có cư dân nào cho hòn đảo cô đơn hiu quạnh này cả. Bắt cá đi. Được 5 bạc đó. Như chúng ta có thể sửa được cái tháp kia rồi đó. Đi sửa thử rồi coi nó được cái gì không. Cá vàng nha, cá vàng nha. Đây. Bây giờ bật được cái mà ngọn hải đăng lên thì có người đến. Chào cư dân ở đây. Đi người này đi nhặt rác trong biển cả thôi. Bây giờ mình có thể trao đổi. Cái búa này giá 60 đồng. Mình hiện tại là đã có gì người cả. Bán gỗ à. Takoyaki này là cái gì ta? À, cái này như cái đồ nó cho sẵn mình mang đồ á. Mảnh kính thép Berry, tóc hộp. Nó không mua gỗ của mình luôn. Nó bán thép 7,5 lần. Mình lại không có tiền nữa. Nên tôi chắc là chả mua cái gì đâu. Chả mua cái gì đâu, không có tiền bạn ơi. Game sinh tồn mà nó đòi tiền như vậy thì tôi biết sao. Rồi quên nghiên cứu nữa chứ. Được 5 bạc đó. Cái này là cái bình chứa nước. Này, cư dân có thể uống được luôn. Tốn một cái là Takoyaki gì á. Cái lá này mình thấy ít nè. Có cái thùng rồi. Nằm gỗ cũng được. Ba bạc cũng gỗ. Chắc tôi mở cái khu mà công nghiệp xuống dưới này luôn á. Để cho cái khu dưới này làm nông luôn á.
còn 200 gỗ là xây thoải mái đi. Cần phải có con tàu mới lên được cái hòn đảo đó. Rồi ok. Tí nữa có gì tôi chuyển nguyên cái khu làm nông xuống dưới này luôn. Cái gì thôi gan gì. Bây giờ mình chưa xây được một cái nhà nấu ăn nữa nè. Mấy gà đừng có đi xa cưng. Không phải thùng bánh rồi. Được một thép nữa. Thì cái ngọn hải đăng đó, ủa cái đó cái giống cái ngọn cái đó không biết là cái gì, cái này thì nhìn giống ngọn hải đăng hơn này. Cái này tại sao nó đưa cái ôn đây nè. Chứ ngô rồi. Thôi ăn đã hai cái đi. Rồi nghiên cứu tiếp. Nếu gần đảo thì có thể. Rồi hết gỗ mọi người. Cứu nhanh vậy hay thật, bắt đầu xây được cái nhà này. Cái này cái lưới để bật tự động nè, vì nãy là phải chừa một ô để xây lưới rồi. Tôi thấy con game nó bắt đầu nó giật rồi đó anh em ơi. Đây xây được cái bè nè, cái bè này có thể đón dân vô nè. Đó qua vô con mi ra là ép đi ở đây từ một cái nơi đã bị vụn vỡ rồi. Đây tôi sẽ đợi đây cho anh khi xây được một cái nhà. Nếu xây cái nhà của nó thì có thể là mời nó vô ở, còn mình ở đâu. View biển luôn, cho nó view biển đi. Thôi, cho nó ra ngoài này đi. Rồi, đặt góc này. Hết gỗ nữa hả? Ê ê ê ê. Hello chim nhánh cục. Rồi, vô ở đi bạn. Có nhà cho bạn đó, sung sướng quá. Rồi bạn đây bạn làm nước nha. Thì thanh niên này mạnh nha. Ủa là đang đi là vết thao là cái gì, nhà chim để làm cái gì đó? Điểm mạnh là này như đâu phải điểm mạnh gì đâu. Equip là trang bị đồ của nó khá là nhiều, khá là nhiều thứ nha. Thank you.
Nó đi bơm nước rồi nè. Người tới rồi. Rồi, lắp cái khu này thành cái khu dân cư luôn. Thì luôn cái ổ ở đây đi. Cái gì ta? À cái đó là thằng thương gia cho đổi. Mà mình có cái gì đâu cho đổi. Đi thăm chuồng gà của mình rồi. Cuộc đời nghèo khổ quá. Qua đây thì chắc xây mấy cái ở móc tự động hồi mình đi gom thôi. Đây cái lưới tự động nè, thiếu 5 hạt giống, giờ hạt giống đào đâu ra mà có. Cái này mình sẽ nâng cấp cái nhà lên. Cái này là cái hòn đảo để thư giãn. Nâng cái nấu ăn trước đi. Chế cái gì? Vừa kịp. Cũng không có gì giá trị cho lắm. Rồi có người nói rồi. Thì mình cần phải đem cái nhà đó. Nhà là ở đây. Thì cái nhà chỉ tốn 5 gỗ thôi. Ủa cái này là mở rộng cái nhà ra đó hả? Xem cái này là mấy nhà đây? Rồi tôi xây lộn cái cửa rồi. Ấy ấy ấy. Ấy. Bây giờ mình cho này lên ta. Con này nó đổi cái gì? Có phải có thám cái này không? Không cho đâu, nhờ ở đậu mà nó đòi hỏi. Mình thiếu 5 hạt giống, cái đó rất là cần luôn. Bây giờ cái nhà thì sẽ tăng thêm một cái ô để mình sống. Tức là cái nhà chứa được 2 người đó. Đi cá vàng rồi phải không? Tôi thấy cá vàng rồi kìa. Thank you.
Đây, có vàng đây. Rồi mình có bốn cái nhà rồi. Cái khu này giống khu vui chơi đi, mình nhớ đây mà cái chỗ nằm chơi cho nó. Đó đã không? Làm nằm. Chỗ này là gãy không đường luôn á. Rồi đi thôi. Cái này sao nhìn quạt quẻo quá vậy? I miss my comfy bed. Đó, lên phòng cục đá nó ngủ đi. Bây giờ mình cũng cần phải nghỉ ngơi nữa cơ. Ủa không, cái này là nói luôn hay mình? Nãy giờ chưa thấy cái thùng nào cả. Lại có cư dân, coi thằng này nó đòi hỏi cái gì. Có hai nước, nước thì nhiều lắm, sống thoải mái nha cưng. Sao mình không gán việc cho nó vô này được đó. Có 3% cơ hội bị thương hả? Cho vô đi. Đi, cái thùng đó. Cá dạng nó ra. Mình dắt cho nó bắt cá đi. Cá mình nhiều quá, không cần. Cái này dạng như cái buồng lặn nhé. Nhưng mà nó lặn xuống dưới thì có khả năng nó sẽ bị thương. Ba trăm cơ hội bị thương rồi. Con này chắc phải rồi bị thương rồi, 3% vậy đó hả? 3% mà mới có ba cái à? Best game luôn, không phải best game mà là best nhân phẩm luôn. Ba phần trăm mà nó cát 3 lần
thì đã dính là coi như cho mấy cái 9% á, tỷ lệ cao gấp 10 thường 11 lần á. Cá vàng, cá vàng không anh em này khổ quá vậy, mày biết sao giờ, cần mới có loại thuốc đó nhưng mà không có bạn ơi. Bây giờ nó không có hướng dẫn mình làm gì nữa nên mình phải tự mò thôi. Đây là cái lò gàng nè, bạn cần gì? Tám bắp cải không có đâu. Bây giờ mình gàng cái này được 8 cái, cho anh kia qua đi, thì kia nó bị thương rồi. Cái lá mình có khá ít nha, thanh niên này khổ quá vậy. Không ở được thì nhảy xuống sông đi bạn ơi. Kia nó tới nữa rồi. Ô, một em gái cô đơn. Nó làm gì? Thì chưa có nghiên cứu được ánh sáng. Chưa nghiên cứu được cái phần bóng đèn, điện vậy. Như là mình phải để đồ vô cái thùng này, ba cái quặng hả, đâu cái quặng của mình, than mình bỏ, nên bỏ than chứ, thì có khi nó sẽ tự lấy than nó bỏ vô đây. Bây giờ nước có nước rồi, cá con cá rồi, cá đây, còn cái này nữa, cái này hết biết để làm gì rồi, nhìn chắc là gỗ thôi. Xây cái nhà nấu ăn dạng như là cái bếp á. Bếp này mình có thể 4 than, 1 bắp cải, 1 cá. Cái này còn cái trứng, cái này sô-cô-la. Có gái gì rồi, có gái gì rồi. Không, không có hạt giống. Bye bye em.
Giống giờ anh cũng đang cần lắm. Không ai nóng rồi ta. Không ai nóng thì mình tự thân vận động thôi. Cái này nó có 8 người lắm. Đặt nhiều người lắm. Cái này cũng vậy luôn. Không được xây dính tường quá. Giờ mình lấy lại được 8 hạt giống. Giờ mình có bắp cải khá nhiều nè. Cứu được cái máng tự động nè. Thì còn mới có 3 hạt giống thôi. Cá vàng nè. Này nghiên cứu cái nét là dạng cái lưới á. Cái lưới thì tôi nghĩ nó cần đến cái lá nè. Mình đi người quèo quặt thấy tội quá vậy. Mà ai trách được bây giờ, trách do nhân phẩm thôi. Mới có 9% mà đã bị thương rồi. Sau này sao làm việc lớn được. Đi đúng rồi, quên lấy quặng nữa. Mình đang ghen cái này. Bây giờ nhiều thứ quá rồi. Có người tới, có người tới. Đòi hỏi nữa là chim cút nha bạn. Không đòi hỏi gì nữa. Chúng ta đã nghiên cứu được cái lưới rồi. Lưới này thì chắc tôi xây xây được 6 cái lưới nữa. Đi con cá vàng nó bơi qua. Rồi bây giờ làm gì tiếp đây? Nung nung nung. Thì nó không tự nướng cá được ta.
Cái thùng nhờ. Tôi nghĩ nên làm cái đường lưới đây luôn. Là chúng ta hết lá rồi. Cũng hết đầy giống luôn rồi. Cá không cần. Vì không được chọn nô á. Cười nó thì được 1 điểm, 5 điểm hạnh phúc. Lại có người. Cho nó một tô kayaki luôn. Bây giờ chúng ta lên nhà lên. Đây. Thì cái nhà này chứa được hai người. Một cái nhà được hai người luôn. Thì xây được quầy ba, hai con cá nướng nữa mới xây được quầy ba. Thì chúng ta phải có gạch nữa. Lưới bên này nó có dính gì không vậy? Mỗi cái có dính gì đó. À, nuôi chim sẽ có hạt giống. Hạt giống này mình mới trồng rau hoặc là thịt. Đến nhà mình nó tiện nghi hơn rồi đó. Không biết có cần phải nâng cấp cái nhà không ta. Đây. Xây được cái bồn dưới nước. Mình đang đói. Lấy cái thùng đó rồi. Đây đây đây. Lá nè. Lá đi xây lưới mình rất là cần luôn. Này xây rồi quên. Đây nè. Cá này mắc lưới không ta? Để coi thứ đây. Không à, cá đi xuyên qua luôn. Lại có người đó nuôi đói không đây, tốn cơm dữ lắm nha. Có hai bắp cải luôn, gặp bắp cải nhiều lắm. Thanh niên què giò nhìn thấy khổ.
Ngủ ngáy rồi à. Đấy, đặt cái cây giữa đường cho. Không đủ quặng nữa. Có nhà nghỉ tình yêu luôn à. Phải nằm cái lồng chim mới nghỉ được. Rồi cái thùng đó nó trôi mất rồi. Mấy cái lưới ở đây thì khá là phế luôn. Hình như đồ nó chỉ trôi vô cái chỗ mình đứng á. Chút nữa mình xây quầy bar. Mình hết nước rồi hả? Bây giờ nhắm e cái uống là đầy nước luôn. Cái thùng bự này nó mắc kẹt không ta? Để coi cái thùng bự này nó kẹt không. Nó kẹt không mình đỡ được nhiều thứ lắm. Ừ có. Cũng được. Cái bàn rồi. Giờ đang nghiên cứu là nước mưa. Trời, tự nhiên nhân phẩm lên cao ta. Có người đó rồi. Bây giờ tôi không biết nuôi sống nó nổi không á. Cho luôn. Cơ hội cho mấy cưng đó. Bây giờ anh giao nhiệm vụ cho mấy cưng. Đây vô đây. Anh niên nào mạnh khỏe đâu. Đầu bếp này đầu bếp nấu ăn được nè. Trời ơi, nó nằm nó ngủ. Thiệt. Đây, đầu bếp vô đây làm. Vô đây ngồi đỡ đói hơn á. Cứu được cái nước mưa nè. Thằng kia nó gãy chân nó than hoài luôn. Chỉ để bắt chim thôi. Phải cá vàng mới bắt được.
Hạt giống dư thừa mình cất đây được không ta? Bây giờ bạc mình có dư nữa nè. Viên cá dính nữa nè. Thùng thùng thùng. Bây giờ thùng không còn quan trọng như lúc đầu. Cái này chắc tôi dọn luôn á. Cái trắng trắng hồi đó là gì đó? Không tương tác được. Cái cũng chỉ để nhìn thôi. Ba cái cầu. Gì đấy? Tự nhiên có con nó nằm đó vậy. Game này chơi mà công nhận chóng mặt thiệt đó anh em. Gì? Bạn không hiểu tiếng chim kết cục ở đây đúng không ấy? Này nó có thông báo cái gì mới nè. Nên kia đi đầu bắn thôi. Tụi nó biết đem hàng vô đây cất không ta? Bây giờ nghiên cứu cái nằm lò gạch, chủ lò gạch. Giờ mình muốn cho ra cái khác được không ta? Được được được, gạch thì chỉ cần khác thôi. Vì bên đây cũng tương tự gì quá. Gao cho lại cho ra xương nữa. Nào thằng nào không vui đâu, thằng nào mà khóc lóc cái gì vậy? Thằng áp lúc đầu tiên đúng không? Không được thì đuổi ra đây luôn.
không đủ thủy tinh. Thủy tinh thì mình dùng cát làm ra được. Đây, cần miếng thủy tinh nữa là đủ rồi. Hay không biết. Mình cho ăn cua rồi vô làm đấy. Còn gì nó lại nữa rồi nè. Kéo được. Buồn. Bây giờ đi xây quầy bar rồi tụi nó nữa. Ủa bao nhiêu mới đủ nữa? 8, 8 cái này với 8 gỗ. Sáu rồi. Mình không có cái đó. Sao nó ngủ bờ ngủ bụi vậy nè, nó không vô nhà đấy. Không phải mình thiếu nhà thiếu cửa đâu mà nó nằm ngủ lê lực đây. 3 ngày tuổi rồi. Chạy về quầy ba cho mấy cưng rồi à, hộp vào 7 đi. Ủa cúp giá nữa hả? Phải cần mấy cái mảnh điện tử. Mình nghiên cứu ra được mấy cái hạt giống để chữa thương rồi. Không biết chữa được cái bệnh què giò trong đó không? Thanh niên này lạnh nãy giờ chưa có gãy giò què chim gì. Rồi sao mà hai thằng quẹ giò luôn hết vậy? Ờ không, kia nó gậu à. Nhà gì cũng được hết chứ.
Và thôi, nay chúng ta tạm ngừng ở đây thôi. Mình con game này thì chơi ban đầu thì cũng tầm tầm vậy, chứ chưa thấy quá điều gì quá ấn tượng. Thì sau này sẽ nâng cấp theo khá nhiều thứ nữa. Thì hiện tại nó chỉ là early access thôi nên có thể là xây được thêm nhiều hơn. Hiện tại thì chưa có mở được animal nữa. Cái sàn nhảy này thì tí nữa có thể xây được, nếu như chịu làm kiến và cái thủy tinh đó. Mình giờ chắc xếp đây thôi ha, nó sắp hết ngày rồi. Này rồi, tạm biệt anh em, 23:30 còn 30 phút nữa chúng ta sang ngày mới. Thì hôm nay cũng chơi hai game rồi nên chắc là nghỉ sớm tại đây thôi. Thì anh em có thể hứng thú con game nãy thì có thể mua thử. Cơ bản thì tôi thấy nó làm khá tốt những cái công việc của cái game xây dựng thôi, chứ chưa thấy điều gì quá đặc biệt.